Đây là, xin chào quý vị và các bạn, đây là lớp võ của Khánh Sơn, huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa. Đây là lớp võ của huấn luyện viên, đây là lớp võ của huấn luyện viên Đại, là học trò của những cái thế hệ trước của mình dạy ở Tân Kỳ, Nghệ An. Hiện nay thì em Đại đã là giáo viên cấp 3 của Khánh Sơn ở trên này, và đồng thời mở một số lớp võ ở trên này, và đang sinh hoạt cùng với các anh em karate của Khánh Hòa. Đây, lớp bây giờ đây là một buổi tập chính thức của lớp, thì các buổi tập bình thường của karate bình thường không có gì gọi là màu mè hay là để mà làm cho nó khác đi cả. Đây là đầu tiên thì một buổi tập karate chúng ta biết sẽ có phần khởi động. Sau phần khởi động sẽ là phần tập chính thức. Sau phần tập chính thức thì sẽ là phần thả lỏng để lớp nghỉ. Khởi động thì chúng ta sẽ khởi động cổ, khởi động khuỷu tay, khuỷu chân, rồi hông, eo, khớp háng. Tất cả các cái động tác khởi động mục đích để làm gì? Để cho máu, mạch máu cũng như là khí huyết lưu thông, gân cốt nó giãn ra. Trong quá trình chúng ta tập thì không bị bong gân sai khớp, không bị các cái chấn thương, nó sẽ tốt cho chúng ta. Nếu mà chúng ta không chịu khởi động mà chúng ta tập luôn á thì cũng có thể không sao, nhưng mà thường thì hay bị gặp chấn thương hơn, ví dụ như là bong gân sai khớp hay là các cái chấn thương trong quá trình tập luyện. Cho nên là chúng ta thấy hầu hết các cái môn thể thao người ta đều khởi động trước khi buổi tập chính thức, thì người ta đều khởi động. Hôm nay do có lễ hội trái cây cho nên là lớp tập có phải dịch vào phía trong một tí, còn bình thường là sẽ tập ở phía ngoài kia, nó sẽ rộng rãi hơn rất là nhiều. Nhiều người khi mà xem video thì thường không thích xem phần khởi động mà cứ muốn là tập luyện đấm đá luôn. Thậm chí nhiều người còn không muốn nghe nói cái gì hết, chỉ muốn xem hình ảnh thôi. Thì cái chuyện người ta xem thì người ta hoàn toàn có sở thích như thế cũng không sao. Nhưng nếu mà tập luyện nghiêm túc thì chúng ta phải tập luyện đúng bài bản, thì phải có khởi động. Sau khi khởi động mới đến phần tập chính thức. Và sau khi kết thúc phần tập luyện võ thuật chính thức thì sẽ là phần thả lỏng để cơ thể được trở lại bình thường, để có thể khi mà chúng ta về không có bị hít phải các cái khí độc vào trong cơ thể. Là sọc dọc. Sọc dọc thì với những em mà mới tập thì sẽ rất là khó, nhưng mà tập dần là nó sẽ quen. Đây, ví dụ như những em này là em gái ở đây là người ta đã sọc được xuống. Bên này cũng có một em đây trắng đã sọc được xuống. Đấy, em đây xanh ở phía sau sọc được xuống. Có những em không, hiện tại chưa thể sọc được do tập chưa quen thì rất là đau. Và những cái này chúng ta phải sọc từ từ, làm quen từ từ dần dần, chứ không phải ngay chốc lát mà có thể làm ngay được. Thank you.
cứ ép dần dần mỗi ngày một tí thì sẽ cho được xuống thôi, không nên cố nhiều quá, chúng ta cứ dần dần cho cái nó phải kiên trì. Thực ra tập luyện là kéo dài 3 tháng mới thi lên đai một lần, cho nên là không phải vội vàng. Còn nhiều người cứ vội vàng thì tập nó sẽ không hiệu quả. Nó phải là một quá trình luyện tập dần dần. Sau khi mà xoạc chân trái xong, chân phải trước xong thì chúng ta lại đổi chân trái lên trước. Tập như thế, cứ từ từ ép dần, không phải vội vàng gì. Sau khi tập trái phải xong thì sẽ xoạc ngang, gọi là xoạc hai chân ra hai bên. Thực ra trong quá trình tập luyện thì chúng ta không nên đeo đồng hồ như em bé này. Cũng không nên đeo các cái lắc tay, vòng tay hay vòng cổ. Vì nếu chúng ta đeo như vậy thì chúng ta sẽ quen, và đến một ngày nào đấy khi mà thi đấu mà chúng ta mang những cái vật này lên chúng ta thi đấu thì nó có thể gây chấn thương cho mình hoặc là gây rách tay, rách người cho bạn tập. Cho nên là với karate thì người ta cấm mang các cái trang sức trên người trong quá trình thi đấu, và trong quá trình luyện tập tốt nhất là cũng không nên mang. Như thế thì nó sẽ tốt hơn cho người tập. Hiện tại đang quay ngược mặt trời một tí cho nên là chúng ta thấy ánh sáng chưa có được tốt lắm. Lát nữa thì tôi sẽ quay sang một cái góc khác để quay để chúng ta nhìn thấy nó rõ hơn. Nó không bị ngược sáng. Đây là xoạc ngang, hai tay sẽ chống hai bên và ép dần xuống. Khi mà gần xuống đến nơi thì có những người không thể xuống được thì có thể chống tay xuống đất ở phía trước giống như em bé này và ép dần. Xoạc ngang cũng là một cái kỹ thuật khó, không phải ngay đầu tiên mà chúng ta có thể tập được. Chúng ta cứ phải tập dần dần, kiên trì như thế thì mới có thể đạt được. Đây, em này xoạc gần như là xuống hết rồi. Đai trắng mà tập được như vậy là rất là tốt. Một buổi tập thì thường là sẽ kéo dài 1 tiếng cho đến 1 tiếng rưỡi. Nói chung là có nơi thì tập đến hơn mức đó, nhưng mà cơ bản mức đó là vừa. Nếu mà chúng ta tập nhiều quá thì nó cũng sẽ mệt, không cần thiết. Chúng ta sẽ tập ở mức độ vừa phải. Phần khởi động thì có thể kéo dài trong khoảng 10 đến 15 phút. Có thể nhanh hơn, có thể dài hơn, nhưng mà thường thường là khoảng đấy. Đấy, như vậy như đây thì chúng ta phần khởi động chúng ta là kéo dài khoảng 9 phút. Bây giờ vẫn chưa khởi động hết do hai em đầy nâu cho khởi động hơi chậm. Mà khởi động nhanh hơn một tí nữa thì nó cũng nói chung trong vòng 10 phút là có thể cho khởi động xong được. Đây là tôi đang quay hoàn toàn một cái buổi tập bình thường của câu lạc bộ, không có thêm bớt gì để làm cho câu lạc bộ trở nên
mất bình tĩnh cả, và cũng để cho xáo trộn trong kỹ thuật cả, mà mọi cái vẫn diễn ra hết sức là bình thường. Chào con. Sau mỗi kỹ thuật thì chúng ta có thể cho võ sinh xoay gối thả lỏng để hơi thở của các em trở lại bình thường cũng như sức khỏe được khôi phục. Đấy là trong cái phương pháp chúng tôi huấn luyện ngày xưa được giáo sư tiến sĩ hướng dẫn là phương pháp sóng, nghĩa là tập căng xong lại thả lỏng nghỉ và lại tập căng xong lại thả lỏng nghỉ. Các cái cường độ tập nó như thế, lúc thì nhanh, lúc thì chậm, lúc thì nhẹ nhàng, không phải lúc nào cũng mạnh cả. Ví dụ như người ta sẽ tập 20% lực, 50% lực, 80% lực hay là 100% lực. Đây là kỹ thuật Shikolachi, đấm trung bình tấn, đấm trung đẳng ở trung bình tấn, hoặc là chuyển sang Yakuzen và cũng đấm trung bình tấn, đấm trung đẳng, tấn Yakuzen và đấm trung đẳng. Còn lúc nãy là tấn trung bình tấn, hay còn gọi là Shikolachi, đấm trung đẳng, như là hai đòn ở tấn Yakuzen. Như vậy là phần khởi động đã xong và đã bắt đầu chuyển sang phần tập kỹ thuật cơ bản. Đã tập trung bình tấn và tập ở tấn Yakuzen là hai kỹ thuật cơ bản đầu tiên. Trong quá trình tập thì huấn luyện viên thường xuyên cho vận động viên tập chống đẩy hoặc là đứng lên ngồi xuống hoặc là bật nhảy để tăng cường thể lực cho vận động viên. Chào con. Chống đẩy thì có thể chống đẩy bằng hai cái nắm đấm của mình. Hai nắm đấm thì sẽ chấm hai cái cục xương to này lên để mục đích làm gì, để luyện cái tay của mình cho nó cứng. Hai cái cục xương to này. Hai cục xương to này chống xuống đất. Hay còn một cách nữa là chống hai cái bàn tay này xuống. Đây là bài quyền đầu tiền Hean Suran. Nó là sau 3 bài tai cư cư. Nhưng mà bài này thì gần như tất cả Shotokan là đều tập. Còn 3 bài tai cư cư thì tập nó, trước đây thì tập không được chuẩn lắm, có sai. Bây giờ thì hầu như mọi người đều tập theo một cái chuẩn. Còn bài Hean Suran trở lên thì chuẩn trên toàn thế giới. Sẽ quay về gạt Vidambarai, họ sẽ tiến lên thực hiện 3 đòn đấm, đòn thứ 2 và đến đòn thứ 3 thì hét lên. Đấy, tiếp tục 4 đòn cuối cùng sẽ thực hiện 4 đòn Naname. Naname ở tấn Kokutsuchi. Sau đó chúng ta sẽ đi chéo lên một góc 45 độ để thực hiện tiếp một đòn nữa, quay về. Đưa chân trước ra sau, em ở trước mặt này đi bị sai chân, em thẳng này đi bị sai chân, do em không rút chân trước về cho nên đi bị sai chân. Bây giờ chúng ta sẽ nhìn lại bài quyền Hean Suran một lần nữa, đọc tên bài phải to rõ và chất thoát như vậy. Ta sẽ xem lại bài quyền này một lần nữa.
Đầu tiên chúng ta sẽ đánh mặt sang bên trái và gạt hạ đẳng trong tiến lên đấm. Đưa chân phải ra sau gạt. Đang phải thu về đỡ. Tốc độ đi hơi nhanh và có một số em thì tập chiều rất cao. Và đòn đỡ cao. Về nguyên tắc thì ba lần này phải hất đau tay. Suto. Như vậy là chúng ta đã xem xong phần khởi động cũng như là một số kỹ thuật cơ bản và bài quyền hand showdown. Bây giờ mình sẽ ngừng video đây để quay video khác. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đón xem. Hãy đăng ký kênh của chúng tôi để theo dõi nhiều video về nhiều lĩnh vực khác nhau. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những video tiếp theo. Xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.